và xem shop được tạo nên nhờ 6,5 triệu. Tháng lương đầu tiên của mình là bắt đầu mình nhập hàng á, nhưng mà có ngày hôm nay được mình khá là vui ha, khá là tự hào các bạn. Cái solo kênh này sâu xa lắm á, các bạn không hiểu được đâu. Ok các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Vlog. Hôm nay là mình quay lại công ty của mình. Vậy mình dọn dẹp và công ty này cũng sắp vô cái chế độ hoạt động rồi. Thì mình cũng muốn nói cho, thật ra không biết mình nói này có bị sếp chửi không, nhưng mà mình nghĩ là chắc không sao. Đây là một nơi mà tạo ra mình ngày hôm nay. Nếu mình không có chỗ này thì mình sẽ không có ngày hôm nay. Thôi để vô đi, vô mình dọn dẹp, rồi trong quá trình dọn dẹp mình sẽ kể thêm chút xíu về công việc của mình hiện tại bên này. Hiện tại mình đang làm bảo vệ bên này ha. Để chạy vô cái đã. Cho các bạn xem sơ. Gần một năm rồi mình mới quay lại đây. Hiện tại là cây cỏ mọc khá nhiều. Vô. Woo! Đây là nơi tạo ra Xem Vlog và là khởi đầu của Xem Shop. Tạo nên là sao? Thật ra cái nơi mà tạo nên mình á là một căn nhà trọ khá là đơn, khá là nhỏ, không phải là căn nhà trọ mà là cái nơi của cậu mình đang ở. Hiện tại bên đó nó dọn sạch sẽ lắm rồi. Nhưng mà nó vẫn còn, chắc là còn là cái phòng của mình. Mình chưa biết, lâu quá cũng chưa quay lại. Nhưng mà có cái chỗ này mới có mình ngày hôm nay. Tại sao mình nói như vậy? Thì tự nhiên giờ quay lại nó hồi tưởng quá các bạn ơi. Chỉ là vậy. Sau cái đợt mà mình bị cái vụ bánh xe ăn xương thì mình nói cái nghề xe ôm này cũng khá là bạc quá các bạn. Mình cống hiến hết mình cho cộng đồng anh em xe ôm công nghệ, nhưng mà do là mấy anh em không hiểu rồi đủ thứ chuyện hết, mình nói thiệt đủ thứ chuyện luôn á, hiểu lầm rồi quánh nhau, rồi mình cũng ăn một vài gậy lên đầu, cũng là cộng đồng xe ôm công nghệ thôi. Nói chung là mình sống hết mình vì anh em, nhưng mà rồi sao ta, mình cũng khó nói nhiều khi sợ đụng chạm, nhưng mà thôi video chia sẻ mà, mình nghĩ là chắc mọi người xem mọi người cũng hiểu. Thì sau cái trận mà mình xích mích với anh em cộng đồng xe ôm công nghệ xong, mình quyết định là mình ngưng, mình không tham gia cái hoạt động SOS nữa. Thì mình mới nói ok thôi, bây giờ kiếm một công việc để bổ trợ cho kênh Xe Vlog, có nghĩa là mình có nhiều thời gian rảnh hơn, mình rèn luyện cái kỹ năng làm video, rèn luyện kỹ năng làm YouTube, nói chuyện trước ống kính tự tin hơn, cái thứ của mình, nó mình nghiêm túc cho cái nghề của mình. Tại vì lúc đó mình có cái vụ bánh xe ăn xương thì cũng nhiều người biết tới, nó ok mình nên nghiêm túc thay vì chỉ là làm video sàm sàm. Thì mình chọn công việc ở đây, được cậu mình giới thiệu vào đây để mình làm bảo vệ 4,000 m² các bạn. Chỗ này là rộng 4,000 m², nhưng mà cái khu mà mình quan tâm là chỉ ở đây thôi, chỉ khu này vòng vòng đây thôi. Và các bạn biết không, cái ngày mà mình qua đây mình nhận việc nè, nó không phải như vậy, nó khá là trống trải và khá là nhiều rác và công trình cái thứ nào. Nói chung là mình cũng không nhớ rõ lắm về cái khu vực này hồi xưa, nhưng mà đại loại như là nó ghê lắm. Nó hiện tại bây giờ giống như là có người ở nè, rồi mới có cửa nẻo đầy đủ, rồi cây mọc nhiều như vậy, nhưng mà ngày xưa á nó trống hoa. Các bạn cảm giác mình bước vào đây nha, không, cây cỏ nó cũng có, mình li ti thôi, nhỏ xíu thôi, khá là nhỏ. Rồi bước vào rồi mình mới bắt đầu càng quét hết cái chỗ này, mình càng hết luôn, mình càng quét hết. Sau đó mình đặt xe đá mi nè, này đá mi nè, hồi trước là kêu mấy xe đá mi vô trải xung quanh đây cho cỏ nó không mọc quá, nhưng mà sức sống mãnh liệt quá, cỏ dại mãnh liệt quá, nó bắt đầu lên. Thì cái ngày mà mình vô mình nhận việc được vài hôm sau á, lúc này chỗ này chưa có camera, chỉ có điện thôi, chưa camera, chưa có 3G wifi gì hết, có nước, có một cái khu để ở. Và mình vô đây mình bảo vệ, vô đây nó cũng khá là hoang tàn, tại vì một cái nơi mà lâu không có người ở, nó khá là ghê, khá là gớm. Gớm ở đây nghĩa là hơi u ám xíu. Thì mình vào đây mình ở bảo vệ, thì các bạn biết rồi đó, 4,000 m² mà các bạn mở cửa ra, các bạn có thể quay lại những cái video cũ của mình để các bạn xem cái khu này. Video rất là lâu ở dưới rồi. Thì nó mở ra là tối thui hết, nguyên khu vực này tối thui hết luôn. Rồi có vài cái mà mình hay mừng tưởng á, những câu từ mình sắp nói tới nhiều khi nó hơi lủng củng, nhưng mà cái ngày mà mình vừa ở rồi, sau đó vài hôm thì có vài người vô, mình đang ngủ họ đập cửa, dân nghiện á, họ đập cửa. Tại vì trước khi mình vào đây á thì đây là cái nơi mà tập trung khá là nhiều dân nghiện từ quận 4, quận 8, rồi quận 7 tập trung ở đây để hút chích. Ngày mình vô đây mình dọn khá là nhiều hút chích,
dọn nhiều em chích lắm. Rồi đang ngủ đập cửa đung 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 đung. Có nghĩa là đây là cái chỗ của họ mà, chứ là đây là cái chỗ của họ mà. Rồi tự nhiên mình vô mình khóa cửa đồ này nọ thì mình cũng lúc nào cũng rét các bạn, có một mình trong này thôi. Rồi nói chung không kể nhiều. Dù sao cũng sắp sắp hoạt động lại rồi mà mình cũng khá là vui. Mình quay lại mình làm bảo vệ ở đây, lương tháng 6,5 triệu. Rồi tới nay là khoảng 2 năm mấy rồi, mình làm được 2 năm mấy rồi. Tháng nào cũng nhận 6,5 triệu mà mình không làm được gì hết. Rồi cái khu này mình nghĩ là mình cũng khá thành công về việc là cho người ta biết đây là khu có người ở rồi. Rồi dư nghiện các thứ cũng không qua lại đây nữa. Và có một cái rất là ghê, cái vụ trộm bên ngoài đó các bạn nhớ mà, các bạn xem video mình bạn biết mà, cũng trộm cắp đồ tà le hết. Sau mình quyết định mình mở xem shop ra tại đây để cho người ra người vào để nó đông đúc cái thứ á. Rồi vô tình may mắn sao là mình mở xem shop thành công, mình làm bằng cái tâm, mình làm chọn tâm huyết của mình bỏ vào cái xem shop thì nó bự ra như bây giờ nhờ nơi này. Và vì nơi này mình có quá nhiều thời gian rảnh cho nên mình ra được cái chủ đề này, ra được chủ đề kia, có được content này, có được content kia, nó chất lượng hơn, nó có hướng phát triển hơn tại đây. Tại vì các bạn biết không, cảm giác sáng sớm bước ra mở cửa lên xung quanh cây cối nó sẽ làm cho mình thoải mái hơn rất là nhiều. Mình ở đây chắc giờ cũng còn là hồi tưởng thôi các bạn, giờ chỉ còn là hồi tưởng thôi. Thì giờ là cũng sắp bắt đầu khởi công rồi, mình vẫn còn làm bảo vệ. Mỗi tháng mình có 6,5 triệu tiền lương ở đây các bạn, và xem shop được tạo nên nhờ 6,5 triệu. Tháng lương đầu tiên của mình là bắt đầu mình nhập hàng á, mình mất một tháng để mình tìm hiểu về thị trường này và mất thêm một tháng nữa để set up các thứ. 6,5 triệu ha, 6,5 triệu để tạo nên cái xem shop ngày hôm nay. Nói chung là cũng vui. Thì bây giờ cũng sắp hoàn thành rồi, cũng sắp cho khởi công. Thì từ mình dọn sơ sơ để đón sếp, chủ yếu là đón sếp xuống. Thì mình sợ nó là mày ở đây lâu mà không làm được gì. Tại vì các bạn biết mà, mình dọn cỏ biết dần lượt, mày dọn là nó lên là sức sống mạnh liền lắm. Tại khi mình chặt á, mấy cái bông này nè nó rớt xuống, nó gieo thành cái hạt. Rồi 1-2 tháng sau mưa xuống cái là nó lên à. Bây giờ nó ra được, nó đóng như cái rừng vậy á. Dọn không cỡ nào mà xong được hết à. À, mình khai quang đi thôi, ngày mai tao mở chi nhánh bên này luôn. Hay như hôm 30 Tết không? Ừ. Hôm 30 Tết đó mình đốt nó cháy. Giờ đâu dám đốt đâu, không dám đốt nữa. Rồi sếp nói là cũng sắp ta làm rồi nên thôi mình nay mình qua đây mình dọn dẹp xương xương đồ. Ê có gắn mối rồi bay ơi, có gắn mối kìa. Ê nào giờ bắt mình gắn mối gì nữa bay. Anh Vũ thay nên gắn. Mình gắn cái chết anh. Thôi bỏ đi em, nó hôm nay không có đâu. Dở lắm có con trăng nó uống mà chết thôi. Ok, thì mình cũng muốn chia sẻ vậy thôi. Thật ra là mình khá là nhớ cái nơi này, nhưng mặc dù là mình cũng không quay lại đây mình ở nữa. Mình dọn hết đi rồi, dọn hết đi rồi, nhưng mà nói chung qua đây là mình thấy thoải mái, rất là thoải mái. Thôi chắc là video chia sẻ sâu hơn về cái con đường lập nghiệp của mình thì chắc phải để qua video sau rồi, video này cũng dài lắm rồi. Bây giờ là biết rồi, chặt mấy cây lớn dọn dẹp để xe hơi đi vô, chỉ là cho xe hơi đi vô. Cây cối nhiều nó bị dướng cái trụ điện âm á, cũng hơi nguy hiểm. Bây giờ bắt đầu mình chặt. 3 năm các bạn, mình cũng chả biết là trong 2 năm mình ở đây mình làm cái gì nữa, nhưng mà có ngày hôm nay được mình khá là vui ha, khá là tự hào các bạn. Cái slogan này sâu xa lắm á, các bạn không hiểu được đâu, bạn không thể nào hiểu được cái slogan này. Rồi thôi, đó là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay. Thì này chắc cũng chả gì thắc mắc đâu ha. Nhưng lại như là cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong xuyên suốt thời gian mình ở đây. Thì mình đã dọn bên kia rồi, mình đã có cơ ngơi để mình xây dựng rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn là cái chỗ này bắt đầu khởi công sớm sớm lên. Bây giờ các bạn nhìn về coi như là hồi tưởng đi, chừng 2 năm nữa, 3 năm nữa cái chỗ này nó sẽ lên một cái tòa nhà siêu to khổng lồ. Nó trở thành một cái khu chung cư khá là nổi tiếng, khá là hot, khá là to. Nhưng mà mình cũng muốn làm một video để khẳng định đây là nơi tạo nên mình ngày hôm nay. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn một video sau. Bye bye.